tọa minh hạnh độc cái tam bảo nam mô tha cha. Nhất tâm hạnh lễ Đức Giảng Dạy Vô Thượng Điều Ngự Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ Pháp do Phật thiện thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đối tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều hao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bây giờ thì chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào chư Tôn Đức, tân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Đức Thế Tôn thuyết pháp có những trường hợp ngài đưa ra một sự kiện hoặc là ngài nói lên một thí dụ có được khi bài thuyết pháp của ngài nêu một cái ẩn dụ rồi ngài mới trình bày riêng về cái bài kinh vừa mới này thì không phải tự ngài đưa ra một cái ẩn dụ mà do tôn giả Kumarakasva được một vị phạm thiên đến nói một cái ẩn dụ và vị phạm thiên đó đã nói với tôn giả Kumarakasva nếu tỳ kheo muốn biết được ý nghĩa này thì hãy đến hỏi Thế Tôn. Và do vậy khi mà
Kumarakaswa đến đảnh lễ và trình bày với Đức Thế Tôn về ẩn dụ Phạm Thiên nói. Đức Phật ngài mới thuyết, ngài mới giải thích. Qua cái ẩn dụ trong bài kinh này thì chúng ta có những điều khó hiểu, lấy làm lạ, vì không có sự liên đới với nhau. Và nó cũng không có hợp lý. Tuy nhiên, qua lời giải thích của Đức Phật thì chúng ta có thể học hiểu được cái giá trị của cái pháp ẩn dụ đó. Hôm nay thì chúng ta chỉ mới học một đoạn chứ chúng ta không có học hết cái bài kinh này. Đây là bài kinh gò mối. Tại sao kinh này, tại sao gọi là kinh gò mối? Đại ý kinh gò mối là gì? Tôn giả Kumarakassapa là nhân vật thế nào? Ẩn ngữ được nói ra sao? Đức Phật đã trả lời thế nào về ý nghĩa của ẩn ngữ này? Nên hiểu thế nào là gò mối đồng nghĩa với cái thân cho bố đại, thành cho cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại phấn toái, đoạn tuyệt, qua diệt. Nên hiểu thế nào về hai câu nói, cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm không khó. Và cái gì sau khi suy tầm ban đêm ban ngày đem ra thực hành vì thân vì lời vì ý, như vậy ban ngày chói sáng. Nên thế nào Bà La Môn đồng nghĩa với Như Lai bậc ánh chánh đẳng giác? Nên hiểu thế nào là câu cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh, và đem then cửa lên, đem then cửa lên là từ bỏ vô minh này? Chúng ta chỉ học tới đó thôi với những cái câu hỏi dài ý như vậy. Và được biết hôm nay là ngày, mặc dù là ngày của Đại Đức Pháp Tính, nhưng Đại Đức Pháp Tính bị bệnh nên đã cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điền khuyết cho. Do vậy bài học này chúng ta sẽ nghe giải thích từ Thượng Tọa Giác Đẳng. Và bây giờ thì xin mời vị MC đọc cho chánh phần của bài học, sau đó xin cùng Thượng Tọa Giác Đẳng vị ẩn sư thuyết giảng. Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài số 23, Kinh Gò Mối. Vamika Sutta, từ câu số 331 đến 339 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải.
Kinh Gò Mối, Marika Sutta 331. Tại sao gọi là Kinh Gò Mối? Marika Sutta, tên kinh lấy từ điểm đầu tiên của ẩn ngữ, đó là gò mối, ban ngày phun khói, ban đêm chiếu sáng. Ba trăm ba mươi hai, đại ý kinh gò mối là gì? Một, vị trời nói với tôn giả Kumara Kassapa ẩn ngữ mang những chỉ điểm của hành trình tu tập, giống như một người tin phong thủy đi tìm cuộc đất tốt, vượng địa. Phải biết quan sát thế đất và nhận ra những dấu hiệu của long mạch. Ẩn ngữ này là hàm chứa những điều mới nghe rất lạ và khó hiểu, nhưng khi được bạch hỏi Đức Thế Gian giải thì Ngài chỉ rõ nghĩa nằm sau ẩn dụ, chính là con đường tu chứng dẫn đến quả vị bất tử. 333. Tôn giả Mara Kassapa là nhân vật thế nào? Tôn giả Kumara Kassapa nguyên là con nuôi của vua Basenadi Ba Tư Nặc. Mẹ ngài là một tỳ kheo ni, lúc đi xuất gia không biết mình đã mang thai. Sau những lời thị phi ngộ nhận, cuối cùng sự việc sáng tỏ nên nhà vua nhận nuôi đứa bé sơ sinh. Sau này đứa bé xuất gia được biết với tên là Kumara Basaka. Ẩn ngữ này được nói khi vị này còn là một bậc thánh hữu học. Nhờ nghe lý giải của kinh từ Đức Phật, tôn giả Kumara Basaka Basapa y cứ vào đó khai triển tuệ giác, chứng đạt quả A La Hán. Ngài được Đức Phật xác nhận là một thánh đệ tử nhất biện tài. Theo sớ giải thì vị y trời này nói lên ẩn ngữ là một phạm thiên chứng tam quả ở cõi tịnh cư thiên, vốn là một pháp lưu đồng tu với tôn giả Kumara Basaka. Thời Đức Thế Tôn Basapa, do liên hệ trong quá khứ nên trong kiếp hiện tại, vị này trợ duyên cho tôn giả trên đường tu tập. 334. Ẩn ngữ được nói thế nào? Ẩn ngữ đó nói đến những điểm lạ lùng mà thoạt nghe như không liên quan gì nhau. Tỳ kheo gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một bà la môn nói như sau: này kẻ trí, hãy cầm gươm mà đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên thấy một then cửa. Thưa tôn giả, một then cửa. Vị là bà la môn nói: này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào thêm thấy con nhái. Thưa tôn giả, một con nhái. Vị bà la môn nói: này kẻ trí, hãy đem con nhái lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên thấy con đường hai ngã. Thưa tôn giả, một con đường hai ngã. Vị là một bà la môn nói: này kẻ trí, hãy lấy con đường hai ngã lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên thấy một đồ lọc sữa. Thưa tôn giả, đồ lọc sữa. Vị bà la môn nói: hãy lấy đồ lọc sữa lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên thấy một con rùa. Thưa tôn giả, một con rùa. Vị đạp bà la môn nói: này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên cầm gươm đào thêm. Người có trí
cầm gươm đào lên, thấy một con dao phai. Thưa tôn giả, một con dao phai. Vị Bà La Môn nói: này Cải Trí, hãy lấy con dao phai lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một miếng thịt. Thưa tôn giả, một miếng thịt. Bà La Môn nói: này Cải Trí, hãy lấy miếng thịt lên cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con rắn hổ. Thưa tôn giả, con rắn hổ. Vị Bà La Môn nói: hãy để con rắn hổ yên, đừng đụng chạm. Chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ. Sau khi nói đến ẩn ngữ này, vị thiên khuyên tỳ kheo Kumara nên đến bạch hỏi Đức Phật về ý nghĩa của ẩn ngữ này, bởi vì không thấy ai trên đời này với chư thiên, với ma vương, với phạm thiên, các chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người có hiện thể hướng tâm để trả lời những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai hay những ai đã nghe hai vị này. Ba năm Đức Phật đã trả lời thế nào về ý nghĩa của ẩn ngữ này? Tỳ kheo, gồm mối là đồng nghĩa với thân do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phấn tỏi đoạn tuyệt hoại diệt. Này thì kêu, cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói. Này thì kêu, cái gì sau khi suy tầm, suy tư, ban đêm, ban ngày, đem ra thực hành về thân, về giờ, lời nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. Này thì kheo, Bà La Môn đã đồng nghĩa với Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác. Này thì kheo, người có trí là đồng nghĩa với tỳ kheo hữu học. Này thì kheo, cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Này tỳ kheo, đào lên là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. Này tỳ kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh. Đem then cửa lên là tự bỏ vô minh. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên có ý nghĩa này. Này tỳ kheo, con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ, hiềm hận. Đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm hạnh này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này thì theo con đường hai nghĩa, hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc. Đem con đường hai ngã lên là từ bỏ nghi hoặc này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này thì theo đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm triền cái: dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi hoặc triền cái. Đem đồ lọc sữa lên là từ bỏ năm triền cái này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ uẩn này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ kheo, con dao phai là đồng nghĩa với năm dục tưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức; các hương do mũi nhận thức; các vị do lượng thức; các xúc do thân cảm xúc: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Lấy con dao phai lên là từ bỏ năm dục tưởng dưỡng này. Cả có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này các tỳ kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham. Lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này các tỳ kheo, con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỳ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Hãy để yên con
Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ. Hãy đảnh lễ con rắn hổ là ý nghĩa này. 336. Nên hiểu thế nào là câu gồ mỗi là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại hành, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi, vô thường biến hoại, phấn phấn toái, đoạn diệt, hoại diệt. Xin lỗi. Con người thường đi tìm kho tàng châu báu hoặc những nơi gọi là vượng vượng địa ở phương trời xa xăm nào đó, nhưng đối với con người tu Phật thì chính bản thân mình là chứa đựng vô thượng quý giá quan sát cần được khám phá. Nhưng nói về thân thì nên hiểu đó là một giả hợp của tứ đại do nhân do duyên tạo thành và tồn tại, mặc dù đó là phù du nhưng lại hàm chứa những tiềm năng to lớn dẫn đến cảnh giới bất tử. 337. Nên hiểu thế nào về hai câu: cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm suy nghĩ như vậy là ban đêm phun khói, và cái gì sau khi suy tầm tâm tư ban ngày đem ra thực hành về thân, về lời nói, về ý như vậy là ban ngày chói sáng. Ban đêm suy nghĩ, ban ngày hành động, đó là sự sống. Sự sống đó sinh động cần được quán sát. Sự hiểu rõ về thân tâm, và thân tâm là nền tảng thắp sáng tội giác. 338. Nên hiểu thế nào là câu Bà La Môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Này tỳ kheo, người có trí là đồng nghĩa với tỳ kheo hữu học. Này tỳ kheo, cái gương là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Này tỳ kheo, đào lên là đồng nghĩa với tinh tấn tinh cần. Trong văn hóa Ấn, vị vị Phạm Chí là Bà La Môn tiêu biểu cho hình ảnh của một bậc hiền trí có khả năng hướng dẫn tinh thần cho người khác. Trong ẩn ngữ này chỉ có Đức Phật thanh gươm biểu biểu trưng cho sự sắc bén, có khả năng chặt đứt các kiết sử, chính là trí tuệ. Sự đạo lên là đồng nghĩa với sự tinh tấn, nỗ lực, tức sức mạnh đi tiếp, đi tới tiếp tục và tiếp tục cho tới khi thành công quả mãn. 339. Nên hiểu thế nào câu cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh, cái then cửa lên là từ bỏ vô minh này. Then cửa là khóa cổng lại, then cửa đó nói lên ý nghĩa của vô minh. Chính vô minh ngăn ngại nên chúng ta không thể vượt ra khỏi vòng cương tỏa của phiền não khổ đau. Thưa bài chánh văn đến đây đã chấm dứt, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha. Kính đại chúng tôi siêu đảnh lễ chư thủ đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng của định pháp tính, nhưng mà sau một tháng làm việc rất là vất vả, định pháp tính đang bị ho và cần ít thời giờ để dưỡng dưỡng bệnh. Vì vậy chúng tôi đi khuyết và hy vọng rằng quý vị có thể nghe chúng tôi nói rõ. Bài kinh Gò Bói là một bài kinh rất là thú vị, nhưng mà trước khi đi vào bài kinh này thì chúng tôi muốn kể một câu chuyện ngoài lề. Là chúng tôi có quen rất thân với một nữ cư sĩ, bởi vì đó là thầy phong thủy, tức là hãy đi coi phong thủy cho người khác.
Và chúng tôi có quen với một vị thầy bên Bắc Tông cũng thân. Và thầy này cũng có tiếng là hay đi coi phong thủy cho người khác. Thì thưa quý vị, công việc của vị này đôi khi đi về Houston hay đi đâu đó mà chúng tôi gặp, và ở trong lúc mà rảnh rỗi thì cũng có hàng viên. Mỗi người có cái nghề, mà trong cái nghề có nhiều cái suy nghĩ rất là thú vị. Nhưng mà trong cái công việc của thầy phong thủy, điều đặc biệt đó là lượng định ra cái cuộc đất, và chúng ta để đi tìm miếng đất nào, mảnh đất nào hay một nơi nào mà gọi là đắc địa hay là vượng địa, tức là cái vùng đất phải phát được. Và về cái ý nghĩa này thì thật sự người Trung Hoa về khoa chiêm tinh như phong thủy từ xưa rất xưa ảnh hưởng người Ấn Độ, và có dịp chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này. Ở đây trong cái phần cuối cùng mà quý vị thấy rằng đào mà thấy con rắn hổ á, thật ra cái chữ đó là chữ Naga, Naga cũng được mà con rồng cũng được, và ở trong cái phong thủy ta gọi là long mạch. Long mạch khi mà chúng ta nói chuyện đến đó chúng ta sẽ nói sau. Tức là với một người mà không có quan tâm về phong thủy thì đất thì có chỗ tốt chỗ xấu, chỗ đẹp và chỗ không đẹp, chỗ có cây không có cây, vân vân. Nhưng mà với vị thầy phong thủy thì cái thế đất nhiều khi nói lên một điều gì đặc biệt. Thí dụ như là ở trước thì có dục suối thì có núi non giống như chữ gai chẳng hạn, vân vân. Cái ẩn ngữ mà chúng ta nói chuyện trong bài kinh này nó cũng tương tự như vậy. Trong tiếng Anh thì gọi là những cái clue. Clue tức là những cái biểu hiện gợi ý. Và từ cái biểu hiện gợi ý đó nó cho phép chúng ta đi xa hơn, tìm xa hơn. Hay là quý vị biết là trong cái trò chơi mà về tìm kho tàng thì ta cất kho tàng một nơi nào đó, nhưng mà thay vì có bản đồ chỉ dẫn đến đó thì họ dẫn đi chỗ này chỗ kia, và ở mỗi một chỗ phải tìm ra một dấu hiệu, và dựa trên dấu hiệu đó đó người ta lại đi tìm ra một điểm khác, điểm khác, và cuối cùng tìm đến cái hầm châu báu. Thì ý nghĩa về kinh này như vậy là trong kinh Pháp Cú có câu kinh là thân ta đảo ngọc hầm châu, khéo nương tự lấy nọ cầu chỉ ai. Là nếu một người có trí thì phải tối ngày mà đi tìm chỗ này chỗ kia, tìm thứ nào là vượng địa đắc địa, mà người đó phải thấy ở chính bản thân của mình đó là nơi mà có khả năng tìm được kho tàng. Thân ta đảo ngọc hầm châu, nếu mà một người mà thấy ở thân trong mình là có một cái khả năng mà tìm thấy đã, thì thưa quý vị, đó là người có trí. Và cũng đó chính là lời dạy của Đức Phật. Cũng như chư tỳ kheo mà có lần ngồi họp với nhau ở giảng đường, các vị nói rằng đi xuyên qua những vùng đất này bước đồ kia, thấy nơi này thế này, nơi kia thế khác, thì Đức Phật này cho biết rằng cái thế giới bên ngoài nó rất là đáng, nó có nhiều điều lạ, nhưng mà cái thế giới ở chính bản thân của mỗi thầy, chính thân tâm của mình, ở đó có rất nhiều thứ để khám phá. Thì thứ nhất, câu chuyện này á nó đến từ một cái vị tôn giả tên là Kumara Kassapa. Vị này có một cuộc đời tương đối là nhiều kịch tính. Nhiều kịch tính là bởi vì bà mẹ của ngài á lúc đi xuất gia thì xin phép người chồng để đi xuất gia, và người chồng đồng ý. Nhưng mà khi mà đi xuất gia thọ đại giới thì khi thì người phụ nữ đó không biết là mình đã mang thai. Rồi sống trong chùa một thời gian thì bắt đầu khi cái bầu lớn lên thì nó tạo nên bao nhiêu là cái hệ lụy cho vị tỳ kheo ni mới tu thiền. Không may nữa là gặp Đề Bà Tạng Đa,
lại là một người muốn buộc tội rất là nặng. Nhưng mà may mắn cho vị này là lúc đó ở gần Đức Phật, và Đức Phật này đã giao cái việc đó lại cho nhà Upali cũng như bà Visakha, những người mà có hiểu biết, những người mà có cái từ tâm và những người tôn trọng sự thật. Thì cuối cùng cũng sáng tỏ là vị Tỳ kheo ni này hoàn toàn không có phạm bất cứ một hộp giới nào, mà vốn đã mang thai từ trước khi xuất gia mà không biết được. Và rồi Vua Ba Tiên Lạc nhân câu chuyện này đã nhận đứng ra nuôi đứa bé, đặt tên là Kumara Kassapa. Kumara đôi khi như là con trai hay là một vị vương tử, đều vương tử Kassapa. Vị nào mà nhớ ở trong kinh, chúng ta đọc một kinh Đại Túc ấy, thì nhớ ngày Kumara Kassapa nói chuyện với Upajasi. Khi mà ngài trở thành vị A-la-hán rồi, ngài được Đức Phật gọi là vị đệ nhất biện đài trong thuyết pháp. Và cuộc đời của ngài cũng có nhiều chuyện, nhiều kịch tính lắm, như là liên quan giữa ngài với bà mẹ là vị Tỳ kheo ni chẳng hạn. Và trong cái bài kinh này lại đề cập đến một cái vị phạm thiên. Nó bị trời, bị thiên ở đây, nhưng mà thật sự trong giới giải nó rằng bị phạm thiên này đó là một người pháp lữ, tức là bạn đồng tu, một tỳ kheo đồng tu với ngài ở trong thời Đức Phật Kassapa. Có tất cả là 5 vị đồng tu như vậy, mà 2 vị mỗi vị thường nghe rằng đó là ngài Bahiya, tức là cái vị mà nghe mặc cái áo bằng vỏ cây, tưởng mình là A La Hán, rồi sau này gặp Đức Phật chỉ nói một bài kệ rất ngắn mà chứng quả. Thì cái người mà báo mộng cho Bahiya cũng là vị phạm thiên này, bởi vì ở trong cái nhóm 5 vị tỳ kheo tu tập thời Phật Kassapa, chúng tôi nghĩ là từ tỉnh thoảng từ Pháp Đăng cũng có nhắc đến câu chuyện này và chia tay. Nhưng mà đại khái là ở trong nhóm 5 vị tỳ kheo có một vị chứng A-la-hàm sanh được khỏi tỉnh cư, và trong thời Đức Phật hiện đại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì thưa quý vị, vị này quan sát thấy những người bạn của mình, những người bạn của mình sanh trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, như người Bahiya là một vị thương buôn mà trôi dạt vào trong cái hoang đảo ở trong một cái bờ biển, sống như vị đạo sĩ, hay là người Kumara Kassapa là một vị xuất gia hoặc còn nhỏ mà đang phấn đấu trên con đường tu tập. Thì vị này đã đến với ngài Kassapa không có phải là thuyết pháp, mà chỉ nói một ẩn ngữ. Và nhờ cái ẩn ngữ này mà có được một pháp thoại từ Đức Phật. Ẩn ngữ này rất là khó hiểu. Nếu mà mình mới đọc bài kinh này thì nghe cũng hơi lùng bụp lỗ tai. Nghe cái gì mà có vị bà lông con dao, rồi có cái then cửa, rồi có con nhái, rồi có thế này kiểu. Nhưng mà nguyên cả cái ngữ hàm chứa một cái minh họa về một con đường tu tập thích hợp với tôn giả Kumara Kassapa, và nó rất là lợi lạc nếu chúng ta học về điều này. Đó là những kinh nghiệm ở trong đời sống tu tập. Thì thưa quý vị, khi vị trời nói với tôn giả Kumara Kassapa một cái ngữ rất là khó hiểu này, thì vị lại nói thêm rằng xin ngài hãy đến gặp Đức Phật và hỏi ý nghĩa của ẩn ngữ này. Có lẽ không có ai trong thế gian này ngoài Đức Phật và các đệ tử của ngài có thể giải rõ ý nghĩa của ẩn ngữ đâu. Như chúng tôi nói quý vị là theo chung sớ giải đó, thì nói rằng ở trên cõi trời tịnh cư thiên là mỗi nơi một cảnh giới của chư vị thánh tam quả A-la-hàm. Thì những vị thánh tam quả này
là những vị của sáu vị Phật quá khứ và của Đức Phật hiện tại. Thật ra chúng ta thường nói cái năng lực của thất Phật. Thất Phật, một vị chánh đẳng chánh giác mà xuất hiện trên thế gian này sau khi mà ngài viên tịch rồi, có thể giáo pháp hoàn toàn biến mất ở trong cõi nhân loại và không còn ai nhớ biết gì về Phật quá khứ. Từ một trường hợp đó là chư vị thánh đệ tử ở cõi trời Tịnh Cư Thiên, ở trên đó không phải là một vị Phật quá khứ, mà trong trường hợp hiện tại là ở cõi trời Tịnh Cư là có thể đệ tử của bảy vị Phật, sáu vị Phật quá khứ và trong Phật hiện tại. Thì thưa quý vị, những vị phạm thiên đó quan sát thấy cái căn dung chính mùi của tôn giả Kumara Kassapa đã nói lên một ẩn ngữ, và ẩn ngữ này được tôn giả đem đến để bạch hỏi Đức Phật. Đức Thế Tôn trả lời ngắn, nhưng mà quý vị nhớ rằng vị này là vị rất là thông tuệ và đạt đến chỗ chín mùi và nghe và hiểu rõ là ẩn ngữ đó chứa đựng điều gì, và từ đó vị đó đã thành tựu quá vị giác ngộ giải thoát hoàn toàn, đã thành vị A La Hán. Bây giờ câu chuyện đầu tiên mà vị này đề cập đến, cái điểm đầu tiên mà vị này đề cập đến ở trong ẩn ngữ này là nếu mình đi tìm một cái nơi nào mà gọi là để gọi là tìm long mạch, đi tìm long mạch thì hãy tìm đến một cái gò mối, cái nơi có hình gò mối, và gò mối ấy, nó có đặc điểm là ban đêm chiếu sáng, ban ngày cũng có. Đó là dấu hiệu của long mạch. Như chúng ta biết cái gò mối đó là do những con mối nó đi lấy đất và dùng nước biển của nó kết thành. Vì nào mà sống ở miền một vài miền, tức là miền Đông ở Việt Nam, chúng tôi nhớ ngày xưa sống ở Long Thành ở chùa Thiền Quang có những gò mối nó cao lắm, chứ bị cao bằng gò mối cao. Và sẽ dùng cái gò mối để chỉ cho cái thân của chúng ta đó, là bởi vì gò mối đó được tạo nên bởi nhiều con mối lấy nước miếng của nó trộn với đất và nó đắp lại. Thật ra rất khó tưởng tượng, nhưng có những gò mối lớn lớn lắm, thưa quý vị, lớn lắm. Con mối thì thực ra nhỏ xíu thôi, nhưng mà nó làm ngày này qua tháng kia làm một cái, đùng lên một cái gò mối có thể giống như là một cái gò mà cao bằng người mình. Thì chính cái ý nghĩa của cái sự kết hợp nhiều cái nỗ lực, thì ở đây Đức Phật có muốn nói rằng cái thân của mình có được là do tinh cha huyết mẹ, do vật thực nuôi dưỡng và do nhiều yếu tố để mà tạo thành. Ban ngày thì phun khói, ban đêm chiếu sáng, là ban đêm suy nghĩ, ban ngày hành động, nó là sự sống. Ở cái thân đó, sự sống đó, nó một cái khác, đó là thân và tâm. Một ở trong những cái đặc điểm của sự tu tập là biết đem cái sự chú ý của mình trở về với thân tâm của mình. Người mà không hiểu Phật pháp và người không có tu thì thường lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ, lo chuyện thế sự mà không có quan tâm đến thân và tâm của mình. Một cái dấu hiệu rất là quan trọng của người tu tập đầu tiên là đem cái sự chú ý trở về với thân tâm của mình. Khi nào mà quý vị thấy rằng cái tâm của mình còn lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ nhiều quá, thì lúc mình hiểu cái tu của mình nó đang đi lạc hướng, đang đi xa. Một người có tu là người đặt lại vấn đề, đặt lại cái ưu tiên của cuộc sống. Cái ưu tiên của cuộc sống của một người tu tập đó là hiểu rằng chỗ nào là chỗ nên quan tâm,
chỗ nào chỗ nên đặt chú ý. Cái ông thầy phong thủy hay là người mà thích về địa lý hay đi quan sát ở bên ngoài, thế giới bên ngoài, chỗ này là vượng địa, chỗ kia là đắc địa, chỗ này có long mạch, chỗ kia có long mạch, vân vân. Nhưng với một người tu thì hiểu rằng thân ta đảo ngọc hầm châu, kéo nương từ đấy nọ cầu chi ai. Hay là Đức Phật dạy rằng này chi tỳ kheo, Như Lai tuyên bố rằng trong cái tấm thân nhỏ bé dài hơn một sải tay này, ở đó có sự khổ, nhân sanh khổ, chỉ di khổ và con đường giữa chỉ di khổ. Và thậm chí Đức Phật dạy dạy như từ những cái hoa dại được hái từ ở trong rừng, một người khéo tay kết thành tràng hoa tươi đẹp. Cũng vậy, Như Lai nói tấm thân sanh tử này có khả năng tạo nhiều thiện nghiệp. Ở đây là một ý nghĩa rất là thú vị và cũng rất là lợi lạc khi mà chúng ta tu tập. Ngoài cái sự hướng sự chú ý vào chính bản thân của mình, hướng tâm vào thân tâm của mình, thì thưa quý vị còn hàm tràng một cái ý nghĩa khác mà chúng ta là người tu Phật nên hiểu, là cho dù thân này phù du, cho dù thân này bất tịnh, cho dù thân này nay bệnh mai đó một ổ bệnh tật, nhưng mà cũng không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta coi thường, không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta hủy hoại thân này. Thân này có thể là một phương tiện rất là tốt đẹp. Từ thân sinh tử tạo được nhiều, từ cái thân đó có thể một người tìm thấy được những giá trị cao cả. Thân ta đảo ngọc hầm châu. Vì vậy nếu mà một người không hiểu con đường tu đạo, đôi khi hiểu sai đạo Phật. Đạo Phật không có chủ trương lợi dưỡng là quá bận tâm về cái ngoại hình, quá bận tâm về chăm sóc thân của mình, quá ái luyến sắc thân. Nhưng mà một Phật pháp cũng không có dạy là mình hủy hoại sức khỏe, mình lãng phí sức khỏe, hay mình coi thường sự an nguy của thân. Nó là một phương tiện. Nhưng mà người có chạy tối ngày mà cứ cầm đồ mà mình lao cho bóng, cho sạch, cho đẹp hoài thì đó là mình có. Nhưng mà mình chạy mà mình không có nhìn giữ, không có cẩn trọng với chiếc xe mình cũng là một mình. Tại vì chiếc xe nó là một phương tiện, nên coi nó là một phương tiện, hiểu được cái sử dụng của nó thì nó sẽ thích hợp. Nhưng mà ở đây, với một người có trí và được một bậc giác ngộ giảng dạy thì chúng ta hiểu rằng từ cái giá hộp này, ở đó có thể tìm thấy được con mặt, có thể tìm thấy được cứu cánh, có thể tìm thấy được những gì cao quý nhất của cuộc sống. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào hành trình này. Ở đây ngoài cái hình ảnh của một cái chiếc cầu vồng ban đêm chiếu sáng ban ngày phong khói, còn đề cập đến một người có trí. Một người có trí ở đây chỉ là hành giả. Người tu tập đối với lời dạy của Đức Phật, qua lời dạy của Đức Phật, người tu tập là người có trí. Có trí thì mới thấy là có những điều lợi ích và nên có. Có trí mới hiểu rằng có những điều hiểu rằng thì tu tập đòi hỏi gì khác. Có trí mới hiểu rằng ở trong cuộc sống này có những vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết. Thật ra ở một phương diện nào đó thì người tu hay là hành giả phải là người có trí.
Chứ tôi tin rằng đa số chúng ta đọc kinh điển, nhất là Trung Bộ Kinh, mà qua những bài giảng về sự tu tập, thì thứ gì? Chúng ta sẽ thấm thía một câu nói rằng Đạo Phật là đạo của người có trí, chứ không phải là của người không có trí. Pháp này được thuyết và thực hành, được nghe và thực hành, được lãnh hội và thực hành, bởi người có trí chứ không phải người vô trí. Người không có trí tuệ không có hiểu được Phật Pháp. Người không có trí tuệ không có thấy nào mà thực hành được Phật Pháp. Giống bây giờ, chúng ta có những môn học như là mình học về kiến trúc, mình học về toán học, mình học về điện toán. Rồi bảo rằng mình học những môn đó mà không cần trí tuệ sao học được. Tại ra sự tu đó, đúng không? Giờ giả luôn luôn phải là người có trí tuệ. Những người mà ta làm sao mình làm vậy? Chạy theo thời thế, chạy theo khuynh hướng, chạy theo tổ chức, lập khuôn, để bắt chước người khác. Thì thực sự thứ vậy, người ta không có đi xa trong trong cái nội tâm, không có lớn mạnh được. Những người mà có lớn mạnh, có đi xa trong giáo pháp, dù là pháp học hay là pháp hành hay pháp thành, thì tất cả đều có một điều kiện, đó là phải là người có tiếng. Chúng ta nói đến vị Bà La Môn. Ở trong ẩn ngữ này thì vị Bà La Môn chỉ cho Đức Phật, vị Thiên Nhân Sư, bậc vô thượng điều kiện, bậc tìm ra đạo lộ giải thoát và truyền dạy cho chúng ta con đường dẫn đến giải thoát. Không phải riêng trong ẩn ngữ này, mà trong kinh Pháp Cú có nguyên một phẩm là phẩm Bà La Môn. Thì ở đó Đức Phật ngài dùng một chữ Bà La Môn rất khác với cái chữ giáo trị Bà La Môn mình. Chữ Bà La Môn mà chúng ta thường là nói là âm lực từ chữ Brahmana. Dạ, Brahmana là Brahmana âm là Bà La Môn. Chữ Brahm, Brahm nghĩa là thanh tịnh. Dạ, Brahmana Brahm có khi chỉ cho phạm thiên, chỉ cho sự thanh tịnh. Brahmana âm là Bà La Môn và âm đi từ phạm thiên. Chữ phạm, chữ phạm là chữ âm của chữ Brahm. Thật ra đúng chữ Sanskrit là Pragma, Pragmana, Brahmana, Pragmana. Nhưng mà trong tiếng Việt mình cũng có cái chữ là Brahmana, có khi là Bà La Môn, có khi là Bàn Môn. Nhưng mà trong tiếng Việt nó Bàn Môn trả đạo á, thì Bàn Môn đó là, nghĩa là người tà kiến ngoại đạo, chỉ Bàn Môn. Nhưng mà không phải chỉ Bàn Môn lúc nào cũng chỉ cho Bàn Môn tả đạo. Đúng là ngày xưa thì cái chữ rất là nặng, thì chỉ tả đạo chỉ cho đạo Thiên Chúa, và Bà La Môn chỉ cho những đạo gọi là tà giáo. Nhưng mà chỉ Bà La Môn ở đây, chỉ Pramana hay là Phạm Chí ở tại đây chỉ cho một bậc thánh tịnh, một bậc có cái khả năng hướng dẫn người khác. Chữ Bà La Môn ở đây chỉ cho Đức Phật. Và cái thanh gươm, một lần nữa, thanh gươm ở đây chỉ cho trí tuệ. Trí tuệ nó có cái đặc điểm mà thường dùng với cái ví dụ thanh gươm. Một thanh gươm tốt là thanh gươm rất là sắc bén, có thể xuyên qua như một số cái thứ như là dây hay là cây hay là thứ gì mà nó bén, thậm chí là nó có quyền phải là chém sắc nghiệp chém bùn. Thì cái trí tuệ là có khả năng chặt đứt, chặt đứt những cái xiềng xích. Trí tuệ là người có thể chặt đứt những cái cục cối, chặt đứt cái sự bao che, có thể khai mở. Người Tây Tạng thì họ dùng cái chữ gọi là kim cương trì, kim cương, kim cang trì, một cái trì kim cang, cái gì cứng nhất và cứng nhất có thể làm đá phải vỡ ra. Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì trí tuệ được ví dụ như thanh gươm sắc bén, thanh gươm sắc bén có khả năng để chặt đứt. Chúng ta dùng gọi là xuyên suốt hay là thấu triệt, thì qua nhìn xuyên suốt qua đó là ý nghĩa của thanh gươm. Đào lên, đào lên là một cái
một cái động thái của thân mà đòi hỏi cái sự vận dụng sức mạnh nỗ lực đi tới tiếp tục. Vị nào mà từng đạo đức á, thì thấy cái người đạo đức không thể không dùng sức, vị đạo đức không thể không cố gắng, vị đạo đức không thể không vận dụng sức mạnh. Cái sự vận dụng sức mạnh để mà đào lên chỉ cho cái sự tinh tấn. Nói cách khác là trí tuệ và tinh tấn là hai cái bước đầu của một người tu tập phải có. Trí tuệ giúp chúng ta xác lập được cái gì và cái tính gì đúng cái gì sai, tinh tấn cho chúng ta cái gì, cho chúng ta sức mạnh để đi tới. Ở đây thì chỉ thứ vì đạo đạo qua mối, tức là vị này, khi mình nói đạo qua mối có nghĩa là vị này thẩm sát chỉ vật, cái vật thể đầu tiên mà vị này tìm thấy đó là một cái then gài cửa. Dạ, cái then là để gài cửa, gài cửa là chặn lối đi, đóng lại. Và ở đây vì được bảo lấy cái then gài cửa là, thì thưa quý vị, trong một ý nghĩa tuyệt đối thì cái đoạn lạnh vô minh phải thành tựu quả vị giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà chữ vô minh ở đây được chỉ cho một cái trạng thái mê mờ trong cuộc sống, mà ở trong kinh thường gọi là không có ý thức được sự khổ, không có ý thức được nhân sinh khổ, không có ý thức được gì khổ và thực sự con đường dẫn đến gì khổ. Cách thứ hai, chúng tôi trở về Mỹ và chúng tôi nhổ răng, nhưng mà nhổ răng xong rồi thì đau răng thì ít mà lại bị lỡ miệng. Và thường thường lỡ miệng thì chúng tôi ăn cái gì mát là nó bớt đi, nhưng mà lần này thì lỡ miệng nó hơi kéo dài lâu chút. Bữa nay chúng tôi nói chuyện còn phải cố gắng. Thì thú vị, cô giáo sĩ cô nói là một phần lỡ miệng là do uống thuốc trụ sinh, trụ sinh làm nóng trong người. Thì chúng tôi chợt nghĩ đến một chuyện khác mà cũng làm cho nóng người, đó là uống cà phê. Thì chúng tôi có uống cà phê thôi, mà khi nghĩ đến uống cà phê mà nó cũng là một ở trong những điều khiến cho mình nóng, nên uống cà phê. Và khi ngưng uống cà phê thì thấy nó dục. Thì như vậy đó, khi mà mình ý thức được rằng mình bị lỡ miệng bị nóng, bị lỡ miệng người do nóng, và nó có phần là do anh uống cà phê, và mình muốn chấm dứt lỡ miệng đó thì mình bớt uống cà phê, không uống cà phê, nhịn về cà phê. Thì như vậy cái nhìn đó là cái nhìn đi ngược lại vô minh. Ngài Ajahn Chah ngài thường nói là cái ý nghĩa, người đó là cái người tu là quan trọng phải có chánh kiến. Mà trong một cái chừng mực nào đó, chánh kiến đó là vô minh. Vô minh là không biết gì khổ, không biết nhân sinh khổ, không biết gì khổ, mà không biết con người gì khổ. Chánh kiến là thấy được sự khổ là một nhu cầu đó.
thấy được cái linh căn hộ, thấy được thế giới cổ và thấy được cái linh của thế giới cổ. Thì như vậy ở đây chỉ vô minh chỉ nói không đơn hiểu là cái vô minh rốt ráo ở trong hạ thượng phần kiết thực. Thì chúng ta nói vô minh ở đây được lấy lên là từ cái sự thành tựu chánh kiến. Thành tựu chánh kiến ở đây tức là mình bệnh mình phải có một cái điểm sơ khởi là mình có bệnh, phải nhìn nhận mình có bệnh trước. Và nguyên nhân mình bệnh là như thế này, và cái sự hết bệnh có nghĩa đồng nghĩa là sự trị liệu hoàn tất, và muốn trị liệu hoàn tất thì phải cũng đúng như vậy. Thế nên ở đây cũng đó là vô minh, nhưng mà vô minh ở trong một cái ở trong một cái giai đoạn sơ khởi của, chúng ta không hiểu rốt ráo mà hiểu cái tận cùng của thượng phần cái sự. Và vô minh ở đây phải hiểu là khi mình nói là lấy vô minh nghĩa là thắp sáng chánh chánh kiến, không có chánh kiến thì không có. Nếu một người mà muốn tu mà không thấy mình không có nhu cầu gì phải tu hết thì thứ gì mình có vấn đề. Chúng tôi nhớ là có một người tâm sự với chúng tôi là hồi nhỏ sống với cha mẹ đó, thì thường thường sống theo cái kiểu Việt Nam mình gọi chữ là sống khai nhông. Khai nhông tức là ăn không ngồi rồi, không bao giờ nghĩ rằng làm sao có tiền, làm sao làm ra tiền để mà xài. Nhưng mà rồi do cái hoàn cảnh đưa đẩy vì đó đi sang Mỹ, đi một mình, không có cha, không có mẹ, và cũng không mang tiền theo được, thì bây giờ phải bươn chải mà sống. Thì vị đó bắt đầu phải suy nghĩ rằng mình phải làm sao làm cho ra tiền, làm ra tiền rồi biết cách giữ tiền, biết cách xài tiền thì mới sống sót được. Thì sống với xứ này mà không làm ra tiền làm sao sống sót. Và do vậy vị này đặt lại toàn bộ vấn đề là mình không thể sống cài nhông, không thể sống ở ý dụ, không thể sống như cái chùm gửi được, mà phải sống tích cực. Thì những ví dụ đó cho chúng ta thấy một điều rằng điểm đầu tiên của một người tu tập là người đó phải thành tựu chánh kiến, thấy được rằng nếu mình không làm gì hết không có nghĩa là tốt đâu, không làm gì hết thì nghĩa là mình thúc thủ, không làm gì hết có nghĩa là đời sống tiêu cực. Và đời sống thúc thủ, đời sống tiêu cực đó sẽ bị phiền não chế ngự, sẽ bị cảnh ở bên ngoài chi phối, và mình sẽ khổ, mình sẽ khổ. Giống như một người sống với sự lạnh mà không làm gì hết, là không chuẩn bị thức ăn cho mùa đông, không chuẩn bị mùa đông tới lạnh lẽo chết. Thì tương tự như vậy, khi một người có trí đào lên đầu tiên thấy thêm cửa là phải thắp sáng được chánh kiến. Chánh kiến rất là quan trọng. Chánh kiến ở đây tức là có một cái ý thức rất là rõ về cái nhu cầu cấp thiết phải tu tập của đời sống. Và nếu không thấy được, không có cái chánh kiến đó, không thấy được là mình có nhu cầu cấp thiết, là mình có bị bệnh, tức là sự khổ, không thấy nhân sanh khổ, không thấy gì về khổ, không thấy con đường đến gì về khổ, thì đúng là vì nó bị cái then cửa gài lại. Cái then cửa là gọi là vô minh. Và ở đây chúng ta nên hiểu thì cái ý nghĩa của vô minh như vậy. Thì thưa quý vị, cái ẩn ngữ kinh ngồi mối này là một cái hành trình rất là thú vị về mà những điều này còn do đó chúng ta không thể duy gom chung là ở trong một bài kinh, mà chúng ta sẽ chúng ta sẽ để phần còn lại cho ngày mai. Ngày hôm nay thì chúng tôi đề quyết cho bệnh pháp tính, chúng ta chỉ nói phần đồng như vậy. Và bây giờ thì để thì đoàn tiểu sư với sự tỏ còn ở trước máy không? Nếu thì đoàn tiểu sư còn ở trước máy
Xin thỉnh thượng tọa Hoa Kỳ nói cho phải điều ở trong lúc chọn các câu thảo luận và trắc nghiệm. Dạ, kính thỉnh thượng tọa thưa sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính trường thượng tọa đã thượng tọa giáo đẳng đã được viết giảng cho bài học ngày hôm nay. Bây giờ trong khi chờ đợi thượng tọa giáo đẳng soạn các câu thảo luận, chúng tôi chia sẻ một vài lời kính thưa quý vị. Về pháp khi mà Đức Phật giảng giải ra thì chúng ta hiểu nhưng nói về cái ẩn ngữ của vị Phạm Thiên trong cái ẩn ngữ này nó cũng có một số vấn đề và chúng ta thấy nó không phải là cái sự nếu mà y cứ theo pháp thì nó không có sự liên đới với nhau được, nghĩa là không phải đạo xuống thấy cái vật này đem lên rồi tiếp tục đạo xuống thứ lớp như vậy. Vì chúng ta phải biết rằng thí dụ như cái đầu tiên là thấy cái then cửa, thì cái then cửa được ví dụ như là vô minh, rồi đem vô minh lên đó, tức là từ bỏ vô minh đó, là mới gặp con nhái, tức là sự phẫn nộ. Rồi bỏ cái sự phẫn nộ đó tôi thấy có đường hai ngã, tức là hoài nghi. Vâng, thì như vậy đó, chúng ta thấy nè, vô minh nó thuộc về thượng Phật kiết sử, phải bỏ đi những cái nhỏ nhặt trước, những cái phiền não nhỏ nhặt trước. Còn hễ khi mà bỏ được vô minh đó, thì xem như là tất cả những cái phiền não kia đã kết thúc, chứ đâu có lý do gì mà bỏ vô minh, tức là đem cái then cài lên rồi với có những cái phiền não như sân hay là nghi. Mặc dù sân và nghi nó cũng là hạ phần ký sự,
nhưng mà phải diệt nghi trước, tức là con đường hai ngã phải diệt nghi trước rồi mới diệt sân sau. Bởi sân vừa khỏi và sân thì đến và cái na hàm mới diệt được, vâng vâng. Thì chúng ta cần phải nhận thức được rằng cái ẩn ngữ của vị Phạm Thiên đưa ra là có tính cách tổng quát chứ không có theo cái trình tự thứ lớp, như là cái việc mà đào cái gò mối đó lên. Nhưng mà ở đây chúng ta lấy pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết thì chúng ta có thể nói cái tóm tắt như thế này. Cái thân này, thân tứ đại này như là cái được viết ẩn tử là cái gò mối. Và con người của chúng ta sinh hoạt thì ban đêm suy nghĩ, ban ngày thì nó phun khói, tức là ban đêm chúng ta suy tư như là chiếu sáng, ban ngày phun khói tức là hành động. Thì những cái đó chúng ta hiểu, nhưng mà trong cái quá trình tu tập thì chúng ta thấy ở đây đối với năm quẩn và cái sự ái tham, tức là miếng thịt, thì cái này chúng ta cần phải chú ý. Những cái phiền não được nói trong cái bài kinh này là nói về năm triền cái, nói về vô minh, nói về ái ái tham, nói về cái sự hoài nghi, sân hận. Đối về năm cảnh trần, ở đây được gọi là năm dục trưởng dưỡng đó, năm cảnh trần. Và cuối cùng là sau khi chánh niệm chế ngự được thu thúc lực căn thì tu tập để đoạn trừ những cái thứ phiền não đó, rồi cuối cùng chứng được đầu quả A La Hán. Thì cái quy trình giải thoát thì trong bài kinh này Đức Phật đã giải thích dựa theo cái ẩn ngữ của vị Vọng Thiên mà tôn giả của Marakasva Ngài đã đem đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật đã trả lời
Thì nói trên phương diện pháp đó thì chúng ta rất là dễ hiểu. Còn về cái ẩn ngữ nếu cái chỗ nào mà chúng ta hiểu hiểu được thì hiểu, còn nếu mà chúng ta thấy nó thắc mắc thì thôi chúng ta đừng có đem đừng có tìm hiểu làm chi, đừng có nhớ ghi làm chi. Thí dụ bây giờ đào xuống có thấy con đường hai ngã, rồi cái vị Bà La Môn mới nói với người trí kia là hãy đem con đường lên và đào tiếp thì đem con nhái hay đem cái dao phai và phải đem then cửa thì đem lên được, chứ con đường xong đem lên. Cho nên trong cái vấn đề này nó cũng là một cái vấn đề, một cái vấn đề. À, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, tốt quá. Có một điều mà hôm nay chúng tôi rất là cái laptop của tôi cũng chúng tôi cũng khó hiểu như là cái bài kệ ẩn ngữ của vị Phạm Thiên vậy đó. Chúng tôi luôn luôn chúng tôi thấy là chúng tôi chỉ đưa vào tay lên thôi, mà tự nhiên hỏi quý vị nói nghe rõ không ai phản ứng hết thì chúng tôi cứ nghĩ rằng thôi vậy cũng được, mình đưa tay lên mà người ta nghe rõ thì cũng hay, hay hơn là cầm mic. Ngày hôm qua cầm mic thì quý vị nói không nghe gì hết thì vậy cũng tốt. Bây giờ thì đã thấy được cái quý vị thấy cầm mic hả, đã thấy có câu trắc nghiệm do Thượng Tọa Giác Đẳng nêu ra. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ điều hợp ngón tay chỉ bằng trăng. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thú kính chừng từ đầu tới sự. Hôm nay dường như sắp tới cuối năm chúng ta cũng có được niềm quan nghĩ là chư tăng có mặt từ đó cũng đông đảo. Sau thời gian dài thứ vị đa số các vị giảng sư là những vị trụ trì có trách nhiệm, lại là những vị giảng sư pháp sư nên gì rất là bận rộn, nhưng mà rồi mỗi ngày cũng có nhiều gì giờ để vào room đều rất là đáng hoan hỉ. Bây giờ thì hôm nay chúng ta có chư tăng đông rồi, chúng ta có ba câu trắc nghiệm và ba câu trả lời. Thì hôm nay chúng ta thay đổi mình trắc nghiệm trước, sau câu trắc nghiệm số 1 tới câu trả lời số 1, rồi chúng ta trả lời câu trắc nghiệm số 2. Bởi đầu con trắc nghiệm này để thỉnh thượng tọa siêu trả lời, rồi sau đó thì thỉnh thượng tọa định nghĩ. Câu nào sau đây phù hợp với lời Phật dạy được tìm thấy trong tam tạng kinh điển? Dạ, chúng ta thử coi đọc trong câu này có câu nào mà được tìm thấy trong tam tạng kinh điển hay là cái ý nghĩa nó mang máng như vậy. Dạ, chúng ta không phải là nguyên văn ý nghĩa như vậy. A là từ tấm thân sanh tử này nhiều thiện nghiệp có thể được tạo nên. À, tấm thân sanh tử lúc mình nhìn thấy cái thân mình như vậy thì nếu mình biết rõ thì mình có thể vận dụng được để làm cái thiện nghiệp. B là trong tấm thân nhỏ bé này Đức Phật dạy có sự khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ. Thì đại khái là khi mà chúng ta học về tôn giáo chúng ta hay quan tâm về cả thế giới này, nhất là thế giới bên ngoài, đó là vũ trụ quan chẳng hạn. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng ngay trong cái thân dài một sải tay hay là thân nhỏ bé đó, thì ở đó nếu một người
tu tập thì có tìm thấy sự khổ. Chính Đức Phật này dạy sự khổ, nhân sinh khổ, diệt khổ, và con đường dẫn đến diệt khổ ở trong, chỉ trong tâm thân nhỏ bé thôi. C là hưởng thụ dục lạc hay hành sát khổ hạnh đều là những cực đoan thấp kém, không dẫn đến đích thực giải thoát. Đây là cả ba câu trên. Mời quý Phật tử trả lời và kính cung thỉnh Thượng Tọa Thiện Siêu Hoan Hỷ cho đáp án. Không biết Thượng Tọa Thiện Siêu còn ở trước máy không? Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Thiện Siêu. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Trong câu trắc nghiệm số 1, hỏi rằng câu đó sau đây phù hợp với lời Phật dạy được tìm thấy trong Tam Tạng Kinh điển. Quý vị, ồ, đây chúng tôi kiểm trước cơ chưa để giải thích xong cái mỗi kiểm thì không phải chúng tôi nói gian, nhưng mà được nguyên tắc nó phải là gì. Ở vô 18 là D, qua 18 là D, Phong Lan là D, Từ Bẩn 1 là D, Sukara 2018, Sakura 2018 là D, Châu Khoan 54 là D. Xin hỏi quý vị nào còn Diệu Giác 99 là D. Tất cả quý vị đều trả lời là D, tức là quý vị chấp nhận cả ba câu ABC, ba câu đó đều có trong kinh điển. Quý vị trả lời thì đúng đó, nhưng mà chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta không nhớ được là những cái câu này có trong kinh điển mà ở đâu, xuất xứ ở bài kinh hay bộ kinh nào. Nên chúng tôi cũng trước hết là trả lời đáp án là câu D, cả ba câu trên, cả ba câu trên, ba câu trên đều được tìm thấy ý nghĩa này ở trong Tam Tạng Kinh điển. Đầu tiên cái câu A ở Pháp Cú Kinh, Đức Phật ngài có dạy rằng như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm. Cũng vậy, nhờ thân sanh tử mà làm nhiều thiện sự. Cho nên câu A là được tìm thấy trong Pháp Cú Kinh Tiểu Bộ Kinh. Còn câu B đó, ở trong Tương Ương Bộ Kinh, Đức Phật ngài có nói đến là trong tấm thân không đầy một sải tay này, không hơn sẽ tay này, Như Lai đã dạy về cái sự khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Tức là từ cái thân này, Đức Phật đã tuyên bố cái thân này là danh sắc, là pháp cần phải biến tri. Là bởi vì sắc hay ngũ uẩn nó phải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, sầu bi khổ oai, cho nên nó khổ. Mà có cái thân này đó là do vô minh bãi, là tập khởi với sự khổ hay là tập đế. Từ khi nào mà tu tập, khi nào mà đoạn diệt được phiền não nơi đây, tức là
khiến cho sanh ra tận, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, gánh nặng đã xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, như vậy là sự khổ. Và cũng chính do nơi đây mà mình nỗ lực tu tập theo con đường trung đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì sẽ thoát khỏi sự khổ. Bởi vì câu B đó, nó cũng nằm ở trong kinh tạng. Còn câu C này nó nằm ở, ý nghĩa này nó nằm ở trong những bài kinh Thammacakkappavattana Sutta, là bài kinh chuyển pháp luân. Đức Phật ngài dạy rằng có hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên hành, là khổ hạnh và lợi dưỡng. Lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng Sukhalika Nuyugo là cái pháp thấp kém, không có đưa đến cái gì giải thoát. Còn sự khổ hạnh Kilapatha Nuyugo là cái sự ép sát, khổ hạnh ép sát. Cái này nó cũng không đưa đến sự giải thoát. Thì như vậy rồi cả ba ý nghĩa ABC đều có trong kinh điển. Một là trong pháp cú kinh tiểu bộ kinh. Hai là nằm ở trong tương ưu bộ kinh. Ba là nằm ở trong luật tạng, ở trong luật tạng cái Mahavakka, cái bài kinh chuyển pháp luân đó. Thì cả ba cái câu này nó đều có ở trong, tìm thấy trong cái điển tâm tạng ra. Nên ở đây chúng ta sẽ chọn cái đáp án là D, là cả ba câu trên đều đúng, đều có. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả các Phật tử. Và bây giờ thì xin được thỉnh Thượng tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính thiền Thượng tọa Tuyệt Chiêu, kính thỉnh Thượng tọa Sư Liên Nghĩ, và tiếp theo xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng đang ở trước máy, kính thỉnh Thượng tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có nghe được không? Có lẽ Thượng tọa Pháp Đăng không nghe được. Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Ô, dạ thấy Thượng tọa Pháp Đăng rồi. Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có thể chia sẻ với đại chúng là khi mà chúng ta nói rằng một người tu tập nên hướng sự chú ý vào thân và tâm của mình thay vì nghĩ đến bao đồng thiên hạ sự đó, thì Thượng tọa có thể cho biết ý nghĩa là nếu một người thấy sự vô thường của ngoại cảnh, thí dụ như một nhà thiên văn thấy rằng tất cả các cái tinh cầu, tất cả các thiên thể đều là vô thường, thì cái thấy đó nó có khác biệt gì với một người mà thấy cái thân tâm mình tất cả đều vô thường theo dòng sinh diệt? Hai cái thấy có khác biệt nhau không? Một cái là thấy ở ngoại cảnh, hay là thấy ở chính thân tâm của mình?
Dạ, xin hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng vẫn còn ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ cầm mic. Nãy giờ không không nghe được Thượng tọa. Dạ thưa quý vị, có thể Thượng tọa Pháp Đăng đang gặp trục trặc kỹ thuật, có đôi khi cầm phone đó mà không có cầm mic được, đôi khi hơi khó cầm mic chút xíu. Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, dạ thỉnh Thượng tọa Pháp Thì tôi Hấp Đăng nghe được nhưng mà không cầm biết được. Thì tôi Hấp Đăng có nghĩ trả lời cầm biết một lần nữa. Thính thương rồi. Thấy Thượng tọa Pháp Đăng đã online trở lại, hy vọng rằng khi Thượng tọa trở vào, xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng cầm mic, kính thỉnh Thượng tọa. Thưa quý vị, có đôi khi và không nghe Thượng tọa, và không nghe gì hết, và không nghe, không thấy Thượng tọa cầm mic, để chứ phải nói không nghe. Thượng tọa có thể thử là một lần nữa. Hello, hello, quý vị nghe được không? Dạ, không biết tại sao mà cái phao thoát kỳ này nó lại lạ, là vô rồi cái nó văng ra là vô lại cũng vẫn nghe nói, nhưng mà nó hiện quay trở lại là đăng đăng nhập kỳ lạ, không biết tại sao. Thôi về cái tâm thủ lúc nào nói chuyện được thì nói đi. Một cái người thấy sự vô thường ở ngoại cảnh là có khác biệt thấy sự vô thường thân tâm mình. Nếu mình một cái người có tu tập á, thì họ thấy cái sự vô thường ở ngoại cảnh á, thì họ phản chiếu trong nội tâm được. Bởi vậy nếu mà thật sự đó thì cái cảnh nó cũng là cảnh thôi, nhưng mà cái người mà có tu tập á, mình có cái tuệ giác á, thì người đó mới thấy được cái sự vô thường ở trong thân tâm của chính mình. Chứ thật sự ra chúng ta vẫn thấy vô thường, nhưng mà khi nào đó chúng ta nội gọi là quán ngoại phần, quán nội phần á, có nghĩa là chúng ta phải quán ngoại phần
Có nghĩa là ở ngoài chúng ta thấy một cái cành lá, hoặc là chúng ta thấy một cái bong bóng nước mà nó tan giống như nàng Bhattacharya, hay là nàng Kista Gotami mà nàng thấy cái dòng nước, thấy ngọn đèn mới đó rồi vụt tắt đi. Nhưng mà mấy vị đó có thể quán chiếu, có thể đắc chứng được đạo quả, nhưng mà chúng ta vẫn thấy những cái điều đó. Nhưng mà vì chúng ta không có thường suy quán, chúng ta gọi là không có thường tu tập đó, thì chúng ta vẫn biết rằng cái tuệ văn á, mà cho chúng ta nghe, nhưng mà cái tuệ văn đó phải chuyển thành cái tuệ tu, cái tuệ tư. Cái tuệ tư là cái tuệ suy tư ở trên cái đối tượng mà chúng ta được được nghe nói về cái sự vô thường, hay là cái sự thấy, ví dụ thấy một người già, một người bệnh, một người chết, một vị sa môn và Đức Bồ Tát ngày thôi thúc cái sự xuất gia để tầm cầu cái sự giác ngộ, thì chúng ta vẫn thấy sự già, vẫn thấy sự chết, vẫn thấy người tu, nhưng mà chúng ta không có phản tỉnh, chúng ta không phản tỉnh, không mong có, chúng ta không có phản quán lại cái bản thân của mình rồi mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Cái người tu là tìm cầu sự an lạc, chúng ta không có phản tỉnh. Chính vì như vậy chúng ta nói rằng một cái người mà thấy sự vô thường, thật sự chúng ta thấy rằng vô thường thì rất là dễ để mà thấy nếu mà chúng ta có cái chiều hướng tu tập. Vì một chiếc xe nó chạy qua khỏi mắt chúng ta, nó cũng gọi là sanh và diệt rồi, nhưng mà chúng ta không có quán như vậy. Chúng ta không có quán như vậy, chứ thật sự ra cái vật gì nó có mà nó biến đi đó thì chúng ta gọi là vô thường, thay đổi, thay đổi từ có đến không. Quý vị thầy hiểu cái sự vô thường, cái sự thay đổi như vậy, cái sự có đến không. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà thật sự một cái người mà họ quán vô thường đó, thì họ sẽ thấy thấy cái pháp vô thường rất là rõ ràng. Nhưng mà vì chúng ta không có chịu quán, nên chúng ta nói rằng thấy cái sự vô thường ở ngoại cảnh đặc biệt gì, sự thấy vô thường ở trong thân tâm mình. Thật sự cái cảnh ở ngoài á, thì nó biến đổi liên tục, dù là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì nó cũng biến hoại liên tục như vậy, nên nó gọi là thế gian hay là các pháp thủ vi vốn vô thường, không có gì mà bền hằng hết. Vô thường ở đây mình nói rằng mới thấy đó mà không thấy đó, thì thật sự rất là nhiều những cái vật mà như vậy. Vì cái tâm của mình nó cũng vậy quý vị, từ những sắc na sanh là diệt, mình khi mình nói như vậy đó thì cũng giống như bên ngoài mình thấy chiếc xe vừa chạy tới, mình thấy nó và mình không thấy nó nữa, thì mình gọi là cái cảnh sắc đó cũng gọi là sanh và diệt rồi. Mình nãy mình thấy cái đó, bây giờ mình không thấy được cái đó. Như vậy thì chính vì cái điểm mà người mà cái ngoại cảnh mà nói rằng thấy vô thường, phải nói là người tu mới thấy được cái sự vô thường thôi, chứ còn thực sự ra chúng ta vẫn thấy, mình chúng ta vẫn vẫn thấy vô thường mà chúng ta cho là thường, khổ mà chúng ta cho là lạc, vô ngã chúng ta cho là ngã, nên chúng ta không có thể nào mà chứng đắc được như vậy. Còn đối với chúng ta thấy như là nàng Kista Gotami hoặc nàng Bhattacharya đó, chỉ thấy cái dòng nước thôi, những cái bong bóng nước, cái thì nó thành rồi nó nổ gần, cái nó tan biến xa, cái bọt bong bóng đó, nó theo cái chiều nước chảy xối thì cái tan xa, cái tan gần. Thì những vị đó quán cái tuổi thọ là người cũng có người tuổi thọ ngắn và dài giống như vậy thôi, chứ không có một cái ngũ quẩn nào mà nó thường hằng hết, không có ngũ quẩn nào thường hằng, có nghĩa là không có một chúng sanh nào mà không chết. Hay là ngọn đèn vậy, nó cũng giống như là những vị mà nhìn đèn vậy, ngọn đèn cháy rồi do ngọn gió thổi tắt, thì cũng giống như con người, khi mà nghiệp nó còn thì mình sống, khi mà nghiệp thọ mạng nó không còn nữa, nghiệp duy trì cái xác thân mình nó không còn nữa, chúng ta chết. Nhưng mà thật sự đó, có nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta chết đó, chúng ta nghĩ chúng ta chết đó, thì khi già mới chết. Nhưng mà thật sự đó, chúng ta coi trong cái ngã quỷ tử đó, chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình Phật tử mình cũng cần phải hiểu đó, để mình biết. Đức Thế Tôn người quán thấy cái bà lão đó, cái thọ mạng của bà nó không có lâu, thọ mạng của bà gần hết rồi, thì ngài có lòng tự mẫn để đi đến và bà lão đó là bà lão Chiên Đà La, là một dòng giai cấp thấp ở Ấn Độ. Nhưng mà khi gặp Đức Phật đó, thì đối diện với Đức Phật như bà ta vẫn không có đảnh lễ, cho đến khi ngài Mục Kiền Liên ngài nói một bài kệ
Ngài nói nghĩa là cái mạng sống và cái mạng sống của bà rất là ngắn ngủi. Đức Thế Tôn là bậc bậc vô thượng, bậc thiên nhân chi đạo tư, là cái chỗ đảnh lễ, đáng đảnh lễ, là cái chỗ đáng nương tựa đó. Thì khi bà ta làm như lời Ngài Mục Kiền Liên đó, thì bà ta đứng 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 nhìn Đức Phật đảnh lễ, cúi đầu và nhìn Đức Phật khi Đức Phật đi khuất đó, thì bà ta bị con bò mộng hút chết. Và khi hút chết, bà ta sanh lên cõi trời. Cũng như là Ngài Ma Ca Sa Má đó, Ngài thấy có một người chăn bò, người chăn bò đó sẽ bị chết. Ngài thấy như vậy và Ngài đến vì lòng từ mẫn đó, thì cái người chăn bò đó đem cái bánh giống như là một là bánh nướng vậy đó, bánh nướng. Nhưng mà khi gặp Ngài thì cái người chăn bò đó mới hỏi Ngài tìm được vật thực chưa, ngài làm thinh. Thì đứa bé đó nghĩ rằng Ngài chưa có tìm được vật thực, bây giờ cũng gần tới giờ trưa rồi, cúng dường Ngài cái bánh nướng đó và Ngài thọ dụng. Bé đó đi chăn câu chăn bò đó, vội chạy để coi đi mấy con bò đó, thì bị con rắn hổ cắn chết, và cái đứa bé đó cũng sanh lên cõi trời. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng cái thọ mạng chúng ta nghĩ già mới chết, nhưng mà Đức Phật là chúng ta bị rắn cắn chết, có thể là chúng ta bị bò mộng khúc chết, nhưng mà cái chết đó, thì chúng ta không biết cái nghiệp nó đã đến rồi, vì Đức Phật đã thấy cái việc mà chết của người đó là như vậy, chứ không phải là cái người đó đến già mới chết, có một loại bệnh nào mà chết mà bị rắn cắn chết hoặc là bị bò mộng khúc chết. Như vậy thường thường thì chúng ta biết rằng một cái người mà có thường tu đó thì mới từ cái tuệ văn đó là mình nghe, mình học hỏi, xong rồi mình thường quán xét, đó là cái tư tuệ. Cái tư tuệ là cái tuệ mà cái tâm thiện đó, làm việc mà quán cái pháp, quán cái pháp mà các bậc thánh đã quán đó, cho đến khi cái chín mùi đó thì mình mới chứng đắc được đạo quả, chứ không phải là mình có thể chứng đắc đạo quả một cách dễ dàng. Vì thường thường cái tâm thiện chúng ta đó, mà chúng ta làm hoài trở thành cái thiện đó, trở thành thuần thục đó, thì chúng ta mới chứng đắc được đạo quả, chứ không phải là dễ. Nên chính vì điểm đó đó, nên mới nói câu là một người mà làm trễ rồi sau này không, ngày mai không sớm, giống như người mà đã nỗ lực tu tập trong cái kiếp luân hồi rồi, bây giờ họ gặp Đức Phật, Đức Phật ngày nói và họ đưa tâm quán cái họ đắc, họ quán cái chín mùi họ đắc. Nhưng mà rồi cũng có những chúng sanh đó, ở trong cái thời kỳ của Đức Phật họ phải tu đến mấy chục năm sau thì họ mới đắc. Có nhiều người đã phải chết rồi sanh lên cõi trời rồi xuống nghe pháp rồi quán xét mới đắc. Thì chúng ta thấy rằng cái sự vô thường ở trong các pháp hữu vi đó, các pháp hữu vi không có pháp nào mà không vô thường, quý vị. Chúng ta thấy không có gì là vô thường hết, không có gì là không vô thường hết, cho đến thân tâm của mình nó từng sát na mà tế bào chết nó cũng gọi là sanh và diệt. Thì cái tâm chúng ta từng sát na tự như là hộ kiếp vừa qua rúng động dứt dòng, rồi sai môn, rồi ngũ thông thức, là nhãn thức sanh khởi, rồi tiếp thâu cái cảnh sắc, rồi quan sát cái cảnh sắc, thì đoán định cảnh sắc, rồi động lực là những cái động lực thiện bất thiện, khi chúng ta nhìn cái cảnh đó chúng ta thích hay không thích. Thì chính vì như vậy nên những cái sát na tâm nó cũng sanh diệt liên tục như vậy, nó không phải là một cái thường hằng, nó giống như là một cái bánh xe quay liên tục. Nhưng mà chúng ta có thể do nó quay liên tục, chúng ta nhìn vào chúng ta tưởng là có một cái vật gì nó tròn, nó liên tục như vậy, nhưng mà thực sự là ba cánh quạt thôi. Thì cũng giống như vậy quý vị, một cái pháp đó mà nó sanh diệt liên tục như vậy, nhưng mà chúng ta không có cái tuệ để thấy được vô thường, nên cần phải tu tập, mình gọi là tu tập tâm và tuệ đó. Khi mình tu tập tâm và tuệ đó, có nghĩa là tâm chúng ta thấy cái sự sanh diệt, tuệ thấy sự sanh diệt liên tục của tâm, của thân, của sắc, của thân, của danh, của sắc, thì như vậy chúng ta mới có thể chứng đắc được. Như vậy thì bậc thật sự, cái sự vô thường ở bên ngoài đó thì chúng ta vẫn thấy. Ví dụ chúng ta thấy một người bị xe tông chết, mình nói theo kiểu là vô thường theo như vậy, chứ thật sự ra thì chúng ta thấy như câu chuyện mà ba ông lão uống trà đó, một ông thì nói rằng năm nay đám giỗ thì ba mặt còn đầy đủ, không biết qua năm vắng mặt nào. Như một người thì nói rằng cái áo này đây mặc mà không biết ngày mai có mặc lại hay không. Một người thì nói rằng đôi dép đó, mình ngủ đó, mình nằm mình thả đôi dép không biết sáng còn xỏ dép không. Một người thì nói rằng
cái vô thường giống như hơi thở này ra khỏi mũi hoặc là trở lại hoặc đi luôn, có nghĩa là họ thấy cái sự vô thường từng cái hơi thở như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hơi thở nó vô mà nó không ra, hoặc nó ra mà nó không vô thì chúng ta gọi là mình chết rồi. Như vậy thì cũng là những người thấy sự vô thường, như một người thấy qua năm đám giỗ này hoặc qua năm đám giỗ nữa không biết vắng người nào, hoặc là một người nói rằng mình ngủ bỏ đôi dép đó sáng biết có xỏ dép lại hay không, như một người thì nói rằng hơi thở này đây ra khỏi miệng hoặc là trở lại hoặc đi luôn, có nghĩa là cái sự vô thường nó từng hơi thở. Như vậy thì thật sự chúng ta vẫn thấy, nếu mà chúng ta có cái tuệ, chúng ta vẫn thấy được vô thường trong từng cái hơi thở ra hơi thở vào. Nhưng mà vì chúng ta không có chịu tu cái gì, mình gọi là tu á, tu là có đối tượng của hơi thở ra hơi thở vào, mình thấy sự sanh diệt của hơi thở. Như vậy là cái sự vô thường mình thấy từng sát na như vậy. Chứ còn nếu mà mình thấy cái vô thường ở ngoại cảnh á, thì thật sự nó cũng vẫn như vậy thôi, cái các pháp hữu vi cũng sanh diệt liên tục như vậy thôi, nó không không khác gì hết. Nhưng mà vì chúng ta không tục, nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều câu chuyện của các vị tỳ khu đó ngồi quán lửa, lửa cháy thiêu cỏ, rụi cỏ, bị thì quán bị thì đắt, hay là trời đang nóng như vậy đó, một cơn sấm sét mưa đổ xuống, vị này mát mẻ, vị này đưa cái tâm quán xét và vị này đắt được đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng thật sự cái người mà họ tu tập thường xuyên rồi đó, đến lúc này thấy rất là dễ, rất là dễ. Nhưng mà thật sự ra thì họ, những cái vị đó phải thấy vô thường liên tục, chứ không phải là không thấy. Vì không thấy được như vậy thì chúng ta cũng chưa có đắc được đạo quả. Nên thường thường quý vị biết rằng cái tâm trí vẫn biết được cảnh niết bàn bất định, đó là cái tâm mà làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển đó, đó là cái tâm thiện hợp trí. Và khi tâm đạo sanh lên thì cái tâm đó là tâm chư thế niết bàn nhất định. Nhưng mà những cái tâm thiện hợp trí nó vẫn biết được niết bàn bất định. Nếu mà mình tu tập đó, thì mình quấy thấy được cái sự vô thường trong từng hơi thở đó, thì đó là một cái sự tu tập tiến bộ. Chứ còn vô thường nó vẫn sanh diệt ở ngoài các cái cảnh cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì chúng ta vẫn thấy những cái mùi thơm, mùi thúi thoạt hiện, thoạt thoạt mất, hoặc là cái cảnh vị đó nó thoạt có thoạt không. Nhưng mà thực sự ra đó thì mình không quán thấy vô thường vì cái tâm mình không có tuệ tu tập. Chỉ còn khi mà tâm mình có tuệ tu tập đó thì mình sẽ thấy được cái sự vô thường. Thì ở trong cái câu của Tượng Tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì chưa hết ý thì Tượng Tọa nói thêm. Bây giờ con xin dẫn đến cái Tượng Tọa. Chào thú khí chừng Tượng Tọa Pháp. Mà Tượng Tọa Pháp Tinh, Tượng Tọa có nghe được không? Nếu Tượng Tọa Pháp Tinh đang ở trước bài, xin thỉnh Thượng Tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Từ vựng nào sau đây có ý nghĩa tương đồng với những chữ khác trong câu hỏi? Tức là chúng ta đưa ra nhiều chữ, nhưng mà chúng ta thấy có từ vựng nào mình có cái ý nghĩa tương đồng với những chữ khác thì quý vị có thể chọn. A là Bà La Môn, B là Phạm Chí, C là Bậc Thanh Tịnh, D là cả ba từ vựng trên. Mời quý Phật tử thời và kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng khoan nghị cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử đã cho biết nghe rõ. Chúng ta có cái câu trắc nghiệm số 2. Từ vựng nào sau đây có ý nghĩa tương đồng với chữ khác, chữ khác trong câu hỏi? A là Bà La Môn, B là Phạm Chí, D là Bậc Thanh Tịnh, C là Bậc Thanh Tịnh, D là cả ba từ vựng trên. Thì chúng ta nói Bà La Môn
Cái câu A gọi là Bà La Môn thì chúng ta phiên âm và từ cái chữ Brahma. Thì ở trong kinh nó thường thường nó là được mô tả, ở đặc biệt là trong kinh Pali đó, thì mô tả cái chữ Bà La Môn rất là nhiều. Như trong kinh Pháp Cú thì cũng có một cái phẩm là nói về phẩm Bà La Môn. Phẩm đó là được mô tả cho một cái bậc mà thanh tịnh, một bậc giải thoát. Cho nên là cái từ Brahma đó chỉ cho các cái vị Bà La Môn, hay là chỉ một cái bậc thanh tịnh. Mặc dù là nói rằng Bà La Môn là cái từ để chỉ cho cái bậc mà thanh tịnh theo trong Phật giáo. Chúng ta thấy rằng cái từ Bà La Môn này đó thì được sử dụng ở trong kinh điển Pali rất là nhiều. Chúng ta gặp cái từ đó. Rồi cái câu B đó là nói là phạm chí. Phạm chí cũng chỉ là từ ở cái từ Brahma đó, tức là chỉ cho một cái bậc mà thanh tịnh hay một bậc giác ngộ, hay chỉ cho các bậc thánh cũng vậy, hạn như vậy. Cho nên nếu mà nó trong Pháp Cú mà gọi là có một cái phẩm Bà La Môn hay hoặc rải rác ở trong kinh đây đó đó, ở trong kinh Bali đó, thì chúng ta được ví như là được ví như là một cái bậc thanh tịnh, như là bậc Phạm Chí hay là bậc Bà La Môn là như vậy. Câu C là chỉ cho cái bậc thanh tịnh. Thì thanh tịnh ở đây đó thì cũng chỉ cho từ Bà La Môn hay là cái từ Phạm Chí đó, cũng nói đến cái bậc thanh tịnh, chỉ cho các bậc thanh tịnh. Cho nên những ai mà thanh tịnh, thanh tịnh về thân, thanh tịnh về khẩu, thanh tịnh vĩ, thì cũng được gọi là Bà La Môn. Hay là mình nói là thanh tịnh một cách tương đối là những vị mà có một cái hành vi có thân khẩu ý được tốt đẹp thì cũng được gọi là thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh tuyệt đối đó thì phải nói rằng đó là các cái bậc mà gọi là bậc thánh. Bởi vì những bậc thánh á, thì đặc biệt là bậc thánh vô lậu là bậc hoàn toàn thanh tịnh. Bậc thánh hữu lậu á, thì là bậc thánh hữu học đó, thì chúng ta cũng biết là bậc mà đã lần lượt thanh tịnh. Nhưng mà ở đây đó là phải nói rằng chỉ cho cái bậc thanh tịnh ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu là đệ tử của Đức Phật thì chỉ cho các cái bậc thánh, bậc hoàn toàn thanh tịnh. Rồi cái câu D đó là cả ba từ dựng trên. Thì chúng tôi thấy là cái từ Bà La Môn là tục kinh âm, từ chữ Brahma mà ra. Cái từ Phạm Chí cũng là chỉ cho cái từ Brahma. Hay là bậc thanh tịnh á, chỉ cho các cái bậc mà như là bậc thánh. Mà bậc thánh có chỗ đâu đó thì được ví dụ như là một bậc Phạm Chí hay là một bậc Bà La Môn. Cho nên thanh tịnh đó, đây là thanh tịnh mình hiểu là một bậc đã ly trần cấu, ly trường phiền não, không còn nữa, hay là bước vào dòng thánh thì ta gọi là bậc Bà La Môn hay là Phạm Chí hay là bậc thanh tịnh. Thì chúng tôi thấy rằng là cái câu D đó là cả ba từ vựng trên. Nhưng mà ở đây đó thì nghĩa tương đồng với chữ khác. Thì mặc dù là cái chữ Bà La Môn, Phạm Chí, thanh tịnh, nhưng đồng chỉ cho cái bậc mà thanh tịnh giải thoát đó, cái bậc thanh tịnh giải thoát đó. Thì chúng tôi cũng chọn cái câu D để làm cái đáp án, vì ba cái từ này là một trong những cái từ mà nó có cái nghĩa tương đồng,
nó có cái nghĩa tương đồng, mặc dù là cái từ gọi là Bà La Môn, Phẩm Chí hay là Thanh Tịnh, chúng tôi chọn đáp án là câu D. Thì xin thấy 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 Châu Khoang á, là D, Vu Minh Tám là D, Quang Nguyệt D, Phong Lan D, Diệu Giác D, Từ Bi cũng D. Xin chúc mừng quý vị Phật tử. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú cái trường thượng tọa pháp tịnh biết để pháp tính là bị ho, nhưng mà nếu để thưa pháp tính có thể cầm biết được nói chuyện trong vài phút, xin thỉnh để thưa pháp tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Để thưa pháp tính, chúng ta hết ngày hôm nay trong bài kinh này thì đề cập với những người có trí, người có trí chỉ cho hành giả tu tập hay chỉ tỳ kheo tu tập, và chúng ta cũng nghe nói là đạo Phật là đạo dành cho người có trí chứ không phải người vô trí. Thì người có trí ở đây có phải là người trí thức, hay người có trí ở đây có phải là người học vị cao hay không, hay là người có trí ở đây nên được hiểu thế nào, xin kính thỉnh để được pháp. Sa thú, trước tiên con xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa Giác Đẳng. Con kính đảnh lễ đến quý ngài đang có mặt ở trung trung, kính chào đại chúng. Con nói những cái câu ngắn ngắn thì nó được, những cái câu mà thiết nguyên một thời dài thì nó sẽ ho. Theo chiều thử, con đã thử rồi. Ở trong cái câu thảo luận số 2 này đó, có nói rằng Phật pháp dành cho người có trí chứ không phải là người vô trí. Thì cái câu này ở đây là chúng ta nên hiểu rằng Phật pháp này là dành cho người có cái sự hiểu biết, có nghĩa là mình nghe một cái vấn đề gì đó mình cũng được phân tích bằng cái trí của mình, chứ không phải là nghe đâu cũng vội tin. Hoặc là nói một cách mà khác hơn nữa, nếu mà nói theo ở trong A Di Đà là cái người mà phải nói rằng là có cái trí tuệ bẩm sinh, có nghĩa là mình có cái sự hiểu biết để mà mình thâm nhập, mình nghe được, mình hiểu được cái vấn đề đó. Vì quý vị thấy rằng cái lời dạy này thường thường chúng ta phải phân tích bằng cái sự hiểu biết, từ đó nó mới nâng cao được niềm tin. Vậy thì cũng có một cái câu hỏi rằng, người ta nói rằng vậy không lẽ những người mà vô trí người ta không có học hỏi được Phật pháp này, thì không phải là mình chối bỏ những người đó. Những người mà không có trí, ví dụ như người ta nghe rồi người ta hành theo để chi, để góp cái phần, để góp cái phần vào vào những cái hạt giống, những cái hạt giống mình biết rằng do đời trước mình không có tạo những cái phước trí, ví dụ như là mình nghe pháp hoặc là mình học hỏi Phật pháp này, nên ở trong cái đời sống này mình không có cái sự hiểu biết. Vậy thì bây giờ mình nghe như vậy mình sẽ tạo được cái phước trí. Ví dụ như quý vị thấy rằng 500 con dơ núp ở trong hang động nghe chư tăng tụng đọc, cứ tụng đọc về cái bộ tứ niệm xứ Satipatthana, thì quý vị thấy rằng thật sự ra những con dơ đó nó không có biết gì hết, nhưng mà nó chỉ có cái niềm tin những cái vị này đang tụng đọc Phật ngôn, có cái niềm tin như vậy thôi, mà ở trong những đời sống sau sanh lại làm người là cái người có trí. Hoặc là đối với con gà mái hoặc là con ếch đi, thì những cái chúng sanh đó thật sự ra nó chỉ có cái sự tác ý là mình đang nghe pháp bảo, thành ra do vậy mà đời sau sanh lên có trí.
Thì ở đây chúng tôi muốn phân tích thêm một cái điều vừa rồi, là có nghĩa là đối với tuy rằng những cái người mà người ta vô trí, người ta không có cái sự hiểu biết hoặc là không có sự nhạy bén, nhưng mà người ta nghe giáo pháp vẫn có lợi ích để đời sau người ta có trí. Còn nếu mà đời nay mình nghe nói như vậy mình bỏ luôn, thôi nói mình vô trí rồi, thôi mình bỏ luôn, mình không nghe, thì ở trong cái đời sống sau nữa mình lại không có trí nữa đó. Vậy thì trở lại vấn đề, cái câu nói mà Phật pháp dành cho người có trí chứ không phải người vô trí, có nghĩa là ở đây là cái người này là phải có cái sự hiểu biết, phân tích được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là cốt lõi, cái nào không cốt lõi, cái nào là tà, cái nào là chánh. Thì cái trí ở đây là chỉ cho những cái vấn đề đó, chứ không phải là những người mà có học thức hoặc là có học vị cao. Quý vị thấy rằng cũng rất là nhiều người, người ta cũng có học thức, có học vị, nhưng mà người ta không phải là cái trí ở trong Phật học. Hoặc là chúng ta thấy rằng ngày xưa ở trong thời Đức Phật, đối với Đức Vua Vatsenadi cũng một ngày đến viếng thăm Đức Phật biết bao nhiêu lần, 5 lần, như là chúng tôi nhớ là 5 lần trong một ngày, hay là Đức Vua còn xây cái chỗ ở gần Đức Phật để tiện bề đi đến với Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có được cái chứng ngộ Phật pháp, do không có tạo cái minh ở trong quá khứ, và một phần nữa là do cái hành nguyện ở trong tương lai là bậc chánh đẳng chánh giác, thành ra ngay trong hiện tại cũng không có đắc được đạo quả. Thành ra chúng ta phải hiểu ở đây là đối với cái trí ở đây không phải là học thức, không phải là một cái học vị cao, mà cái sự hiểu biết đúng đắn về những cái nào chánh, nào tà, cái nào cần trừ, cái nào cần phải huân tu, thì như vậy mới gọi là cái trí. Còn học vị nó là một cái ý nghĩa khác. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa. Bây giờ con vẫn Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thu kính trình đại thượng chúng, kính bạch chư Phật đức và thưa quý Phật tử, bài kinh của bói thật ra thì có rất là nhiều điểm quan trọng. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn thảo ngày mai. Nếu mà ngày mai mà không có đủ thời giờ thì chúng ta chuyển sang ngày mốt. Hy vọng rằng trong 2 hoặc 3 buổi học thì chúng ta có thể đi vào ý nghĩa chung của cả về kinh điển. Câu trả lời của đại đức Tính đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Gautama. Kính trên chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thu lầm thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ố xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hạng thiện thần hộ pháp. Nguyện